Hello, xin chào các bạn, mình tên là Sáng, hôm nay mình sẽ review cho các bạn một quyển sách mang tên Đảo Chìm Nổi. Đảo Chìm Nổi là cuốn sách ghi chép lại các bài phóng sự nổi tiếng của thập niên 80, họ đặt các câu hỏi và so sánh những câu chuyện xưa và nay đã thay đổi như thế nào. Ví dụ như câu chuyện về đảo Thạch An huyện Cần Giờ năm 1987 nói rằng là đang chìm dần xuống biển và nay đã ra sao các bạn cảm thấy tò mò về câu chuyện được viết bên trong quyển sách này hãy đến với thư viện giáo sứ bến gỗ để đọc quyển sách này đi nào và giờ thì tạm biệt các bạn chúc các bạn một ngày tốt lành